Super Cup 150 cũ thì nên đi nhớ gì là tốt nhất anh em? Thì đây á, là xe của một anh khách cho Vinh mượn để chạy trải nghiệm nè. Trời ơi, cũng mới cái xe này lắm luôn á anh em. Nhưng mà tiếng rồi đừng tới chứ rồi đây có thể sửa hữu được em lại. Mà thôi, đối với lại những cái anh em nào mà chúng ta đang sử dụng cái dòng xe Super Cup 125 này, hoặc là anh em đang đam mê về nó, muốn tìm hiểu trước về những cái thông tin nhớ dành cho cái mẫu xe này á, thì có thể xem video clip này của Vinh nha. Về cái xe Cup 125 này thì Vinh chưa có cơ hội sở hữu nó, nhưng còn về nhớt dành cho cái dòng xe Cup này á, thì bên mình có cả kệ để chia sẻ cho anh em. Thì đối với lại cái mẫu xe Cup này á, nhìn nó cổ điển, nó lạ mắt vậy thôi, chứ còn về cái vấn đề mà dung tích nhớt thì nó cũng tương tự như những mẫu xe số khác của Honda, đó là dung tích nhớt của nó sẽ là 800ml. Hoặc nếu như anh em nào chưa biết thì có thể tham khảo qua những cái thông tin ở đây. Nói về một chiếc xe mới thì chúng ta không thể nào không nhắc tới cái quá trình roll die của nó, vì đây là một cái bước vô cùng quan trọng để nó ảnh hưởng khá là nhiều đến cái tuổi thọ của động cơ của chúng ta khi mà sử dụng về lâu về dài. Trong cái quá trình roll die này á, thì động cơ của chúng ta sẽ tiết ra rất là nhiều những cái mạt sắt còn tồn động lại khi mà hãng lắp ráp cái động cơ. Vì vậy chúng ta cần phải thay nhớt liên tục ở những cái cột mốc nhất định để chúng ta có thể xả hết những cái mạt sắt bẩn nó ra bên ngoài. Thì chúng ta sẽ có ba cái cột mốc chính trong cái quá trình roll die này mà anh em nên lưu ý. Chúng ta có thể áp dụng nó hầu hết cho tất cả các dòng xe, từ xe số nè, xe công tay nè, hay kể cả là xe tay ga. Ba cột mốc đó sẽ như sau: là 500 km đầu tiên, 1000 km và 1000 cho đến 1500 km. Trong cái giai đoạn roll die này, cái tần suất thay nhớt của chúng ta nó khá là nhanh, vì vậy Vinh có một lời khuyên cho anh em là nên sử dụng những cái dòng nhớt bán tổng hợp. Chúng ta sẽ tiết kiệm được chi phí tốt hơn, sử dụng những cái dòng nhớt tổng hợp để thay trong cái quá trình roll die này vẫn được nha, nhưng mà hơi bị đau ví các bạn một xíu. Và dưới đây sẽ là một số cái dòng nhớt bán tổng hợp phù hợp trong cái quá trình roll die của xe của chúng ta. Trước tiên thì Vinh sẽ giới thiệu cho anh em cái dòng nhớt Motul 3001V này. Motul 3001 là một loại nhớt bán tổng hợp có khả năng bôi trơn hiệu quả, giảm ma sát, giúp tiết kiệm nhiên liệu và chống oxy hóa, ngăn chặn hiện tượng đóng dầu ở nhiệt độ cao. Với chai 0.8ml sẽ có giá là 120k. Tiếp theo sẽ là dòng nhớt Mobil Super Motul, một dòng nhớt cũng là bán tổng hợp có khả năng bảo vệ và làm sạch động cơ. Với chai 800ml sẽ có giá là 105k. Nếu như nhớt đến từ Pháp hay là Mỹ thử nó quá xa thì chúng ta hãy đến với nhớt của một anh hàng xóm, đó chính là cái dòng nhớt Shell AX7 này đây. Shell Advanced 10WK40 là một dòng nhớt bán tổng hợp đi khá là êm, khả năng môi trơn cực kỳ tốt. Với chai 800ml sẽ có giá là 120k. Vậy thì nếu như xe của anh em đã hoàn tất quá trình roll die rồi thì sao? Tức là khi này đồng hồ chúng ta sẽ chỉ odo là trên 1500km. Thì ở cái giai đoạn này trở đi, anh em có thể lựa chọn những cái dòng nhớt thoải mái theo ý thích của mình. Nhưng mà lời khuyên của Vinh dành cho anh em một lần nữa, đó chính là chúng ta hãy lựa chọn những cái dòng nhớt tổng hợp 100%. Những cái loại nhớt đó nó sẽ có nhiều chất phụ gia bảo vệ tốt cho cái dòng xe của mình hơn nè, và thời gian sử dụng nó cũng lâu hơn đó. Cái việc mà thời gian sử dụng lâu hơn như vậy thì sẽ đỡ cho chúng ta không cần phải đi thay nhớt quá nhiều lần, tiết kiệm chi phí mà còn tiết kiệm thời gian nữa thì quá tuyệt vời. Và cũng ngay bây giờ đây, Vinh sẽ giới thiệu đến cho anh em những cái dòng nhớt tổng hợp 100% mà được rất nhiều anh em sử dụng trong thời gian qua. Và đây chính là dòng nhớt Liwi Formula, một dòng nhớt đến từ Đức. Liwi Formula với khả năng chịu nhiệt tốt, đi cực mát máy và bảo vệ động cơ một cách tối ưu, với cấp nhớt 40 và thời gian sử dụng kéo dài đến 2000km. Liwi Formula 200k, bình cũng là 800ml. Và lần này sẽ là cái dòng nhớt Shell đến từ Thái Lan luôn, nhưng mà nó sẽ là dòng Advanced Ultra. Đây là sự kết hợp hoàn hảo từ công nghệ RCE mang lại sự êm ái, bảo vệ tốt động cơ, sang số êm và mượt mà, thời gian sử dụng kéo dài lên đến là 2500km. Và với 245k bạn sẽ có ngay một bình nhớt Shell Ultra 1 lít. Tiếp theo sẽ là một dòng nhớt đến từ Anh Quốc. Đây là nhớt Fuxicolin, một dòng nhớt được khá là nhiều anh em đánh giá về cái độ êm và sự mát máy của nó. Đối với dòng nhớt Fuxicolin sẽ giúp tối ưu hóa công nghệ tổng hợp ester chống mài mòn hiệu quả, có đặc tính chạy êm và mát máy, thời gian sử dụng kéo dài lên đến là 2500km. Và với Fuxicolin, dòng nhớt này sẽ có giá là 275k dành cho bình 1 lít. Ở đầu clip thì Vinh lại nói với anh em là cúp là dung tích nhớt sẽ là 800, vậy sao nãy giờ có những cái chai nhớt Vinh giới thiệu là 1 lít? Tại vì những cái hãng họ sẽ sản xuất bình 800 và 1 lít, còn những cái hãng họ chỉ sản xuất dạng bình 1 lít mà thôi. Không sao hết, các bạn cứ châm đủ 800ml cho xe của mình, còn cái phần nhớt dư các bạn có thể tích trữ lại, khi mà đủ cái dung tích rồi có thể qua bên mình thay nhớt miễn phí công cho anh em luôn nha. Và đối với lại cái dòng xe Super Cup này, nó sẽ có một số dòng đời mới là sẽ sử dụng cái lọc nhớt rời nữa. Vì vậy đối với lại những cái xe mà có lọc nhớt rời, anh em mua bình 1 lít, khi mà chúng ta thay lọc nhớt thì chúng ta sẽ châm nhiều hơn 800ml vẫn được ha. Nãy giờ Vinh giới thiệu là những cái dòng nhớt êm và mát máy. Vậy nếu như anh em thích một chiếc xe của mình nó phải bốc, nó phải mạnh mẽ một tí xíu thì ok, có luôn cho anh em.
Trước tiên chúng ta sẽ nói về cái dòng nhớt Repsol MXR Latinum này. Đây là một dòng nhớt được nghiên cứu và sản xuất dành riêng cho những cái dòng xe số tại thị trường châu Á. Nhớt tổng hợp 100% mạnh mẽ, giúp cho động cơ chúng ta dễ dàng đạt được cái công suất tối đa. Dòng nhớt này có thời gian sử dụng từ 2.200 đến 2.500 km và giá sẽ là 175k một bình. Hoặc là anh em có thể tham khảo thử cái dòng nhớt Motul HTEC này đây. Với dòng nhớt Motul HTEC có khả năng bôi trơn động cơ một cách hiệu quả, giúp động cơ luôn vận hành êm ái và bảo vệ động cơ một cách tốt nhất, bền bỉ theo thời gian. Với dòng nhớt này chúng ta sẽ có thời gian sử dụng là từ 2.200 đến 2.500 km mới phải thay nhớt. Với HTEC thì bình 1 lít sẽ có giá là 260k. Một cái video clip như vậy không thể nào nói hết cái sự quy mô của đa dạng dòng nhớt của bên mình được. Còn rất là nhiều những cái dòng nhớt khác nhau phù hợp cho từng cái nhu cầu khác nhau của các bạn. Và nếu như anh em nào đang có nhu cầu về nhớt, hãy comment bên dưới. Vinh sẽ chia sẻ về những cái thông tin nhớt để phù hợp nhất với lại chiếc xe của các bạn. Đối với lại phương châm của bên mình là không có loại nhớt tốt nhất, chỉ có loại nhớt phù hợp với lại nhu cầu sử dụng của các bạn mà thôi. Khi anh em thay nhớt hay làm dịch vụ với bên mình, các bạn sẽ được làm thêm 4 bước chăm sóc xe miễn phí nữa. Trong đó sẽ bao gồm là vệ sinh kính hậu, mặt đồng hồ, tăng thắng, tăng sơn, tăng côn và bơm bánh xe để giúp xe của anh em đi được êm ái bền bỉ hơn. Bởi vì sếp Vinh chia sẻ là không quan trọng hóa đơn của anh em là nó bao nhiêu tiền, quan trọng phục vụ anh em cảm thấy hài lòng, anh em thường xuyên quay trở lại ủng hộ số hai bánh là bên mình đã cảm thấy vui lắm rồi. Anh em vẫn còn nhớ số hotline của bên mình chứ, 0938820202. Thông qua số hotline đó anh em có thể nhờ tư vấn về các sản phẩm mà chúng ta đang mong muốn hoặc là đặt hàng online. Có thể xem thêm những cái sản phẩm khác về nhớt, vỏ nè, phụ tùng, đồ chơi ở trên website là shop2banh.vn. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại.